Quốc hội Đức tín nhiệm Thủ tướng Merkel giữ nhiệm kỳ mới tên từ Berlin. Hôm nay, Quốc hội Đức đã bầu bà Angela Merkel giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba. Liên minh đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo, tức CDU, và đảng Liên hiệp Xã hội Thiên Chúa giáo, tức CSU, đã chiến thắng cuộc bầu cử ngày 22 tháng 9 vừa qua với một tỷ lệ phiếu lớn chưa từng có trong hai thập niên qua, nhưng không chiếm được đa số ghế trong Quốc hội, nên trong 3 tháng qua đã phải thương lượng để thành lập liên minh cầm quyền với đảng Dân chủ Xã hội, thường được gọi là đảng SPD. Qua cuộc bỏ phiếu, 462 dân biểu đã bỏ phiếu thuận, 150 dân biểu bỏ phiếu chống và 9 dân biểu bỏ phiếu trắng. Các nhà lãnh đạo ba đảng đã ký hiệp ước liên kết trong sáng hôm qua. Thủ tướng Merkel đã nói trong buổi lễ ký kết rằng một liên minh lớn là một liên minh làm việc lớn. Ba thách thức lớn là ổn định tài chính, bảo đảm thịnh vượng và an sinh xã hội. Ông Horst Seehofer là chủ tịch của đảng CSU và cũng là thủ tướng tiểu bang Bavaria đã nói rằng những năm tới sẽ là những năm tốt đẹp của nước Đức.